Ca sĩ Thúy Tiên có động thái lạ giữa thời điểm bị rêu tên liên tục, cộng đồng mạng đồng loạt hỏi một câu. Nữ ca sĩ Thúy Tiên tung ca khúc mới ngay thời điểm khá nhạy cảm, nhiều cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và đồng loạt để lại thắc mắc. Sáng ngày 21 tháng 9, ca sĩ Thúy Tiên cho thay hình đại diện trên Facebook và đăng tải video ca khúc mới nhạc nước ngoài do cô viết lời Việt có tên là Tự Em Đa Tình. Bà xã của cầu thủ Công Vinh cho biết đây là món quà cô muốn gửi tặng đến khán giả. Động thái này từ Thúy Tiên khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Bên dưới các bài đăng của nữ ca sĩ, cư dân mạng đồng loạt để lại câu hỏi. Tuy nhiên, Thúy Tiên không hề hồi đáp. Thời gian vừa qua, Thúy Tiên không hoạt động nghệ thuật nhiều, chỉ thỉnh thoảng cho đăng tải các video cover hoặc tự hát ca khúc do mình viết lời. Được biết, vào sáng nay ngày 21 tháng 9, phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Thúy Tiên là một trong những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án được triệu tập tới tòa. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã ủy quyền cho luật sư đến thay vì xuất hiện trực tiếp. Có hai nghệ sĩ có mặt tại tòa vào sáng nay là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Vy Oanh. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng trong các livestream tố vợ chồng ca sĩ Thúy Tiên mập mờ trong chuyện từ thiện. Cả hai sau đó lên tiếng phủ nhận, đồng thời ra ngân hàng công khai sao kê và tuyên bố khởi kiện những tổ chức cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mình. Vợ chồng ca sĩ Thúy Tiên yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất và tinh thần. Ca sĩ Thúy Tiên tên đầy đủ Trần Thị Thúy Tiên, sinh năm 1985, quê quán tại Kiên Giang. Cô là một trong những giọng ca được khán giả thế hệ 8X, 9X đời đầu biết đến rộng rãi. Sự nghiệp của Thúy Tiên có nhiều bản hit như Giấc Mơ Tuyết Trắng, Vẫn Mãi Yêu Anh, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Quay Về Đi. Ngoài ca hát, Thúy Tiên còn lấn sân diễn xuất trong các dự án Bỗng Dưng Muốn Khóc, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Sống Tình, Nụ Hôn Thần Chết. Năm 2009, Thúy Tiên gặp gỡ và hẹn hò với cầu thủ Công Vinh, cặp đôi sống chung và có con gái đầu lòng chào đời năm 2013. Đến cuối năm 2014, Thúy Tiên và Công Vinh tổ chức đám cưới và có hôn nhân viên mãn đến thời điểm hiện tại.